Vào xuân năm 2011, Pháp Sư Khai Trung, một nhóm 5 người đến chùa Lai Phật bái kiến Hòa Thượng Ngãi Hiền. Lão Hòa Thượng bình thường rất ít nói chuyện, lần này Ngài nói chuyện với họ suốt 12 tiếng. Ngài khuyên mọi người nhất định phải nghe Pháp của Lão Pháp Sư Tịnh Không, đừng làm lỡ cơ hội thành Phật trong đời này, đừng nên tham luyến tiền tài và mê tín của phàm trần. Đi qua cái thôn này thì không còn nhà trọ đó nữa. Thế gian này là hư vô, đừng tiếp tục chịu khổ trong thế giới ta bà nữa. Thế giới cực lạc tốt như vậy, chăm chỉ niệm Phật thì có thể đến, tại sao không chăm chỉ niệm Phật chứ? Lão Pháp Sư giảng kinh chính là để đón chúng ta đó, có thể đi đâu tìm được việc tốt như vậy chứ? Trong tâm thành thật niệm Phật, sự việc nên làm thì vẫn phải đi làm, không thể không làm. Chỉ cần tâm thanh tịnh, chỉ có A-di-đà Phật, không để tâm đến việc khác, sẽ không làm lỡ việc thành Phật. Chúng ta được tam bảo gia trì, nếu như không được tam bảo gia trì, chúng tôi có lẽ đã đi vào bước đường cùng rồi. Làm gì được thế lực như vậy, còn giảng được tới bây giờ. Chúng tôi thật đang làm biểu pháp cho mọi người xem. Tôi không giảng được nữa thì coi như đến lúc vãng sanh rồi. Tôi đến cõi đời này làm gì vậy? Chính là vì chuyện này, đem bộ kinh này giảng cho rõ ràng, tường tận, thấu triệt. Bổn kinh hội tập của Liên Công và bản chú giải của Niệm Lão, tôi nhận bản này thì phải có nghĩa vụ giảng giải bộ chú giải này cho rõ ràng, minh bạch, thấu đáo, để mọi người tỉnh sâu không nghi. Tu theo tịnh độ quả thật rất đơn giản, chính là tín nguyện hành, không được phép có bất kỳ mảy may hoài nghi nào. Có hoài nghi thì chẳng thể nào vãng sanh nổi. Nhất định phải làm rõ ràng, sáng tỏ vấn đề này. Chúng con nhất định sẽ không cô phụ lời dạy của Lão Hòa Thượng Hiền Công Ân Sư, nhất định không cô phụ lời dạy của Sư Phụ Thượng Nhân là Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không. Chúng con nhất định sẽ tu Lục Hòa Kính, đoàn kết nhất trí, các chúng đệ tử bất tại chúng con, thân ý đoan chánh, cùng quỳ trước Pháp Thể Ân Sư, hướng về Ân Sư cùng chư Phật Bồ Tát Tát Bạch, Đức Thánh Hiền Công, anh hùng hào kiệt trong người, đại biểu cho Thầy trong tam giới, là long tượng trong pháp môn, từ nhỏ đã mang chí lớn, kế thừa hưng thịnh Phật chủng, bái biệt song thân, xuất gia làm tăng, nghiêm trì tình giới, siêng tu phạm hạnh, hơn 90 năm thủy chung hành thiện, khắc khe giới mình, đối xử người hòa diệu, lấy thân mình làm mẫu mực, lợi ích khắp muôn loài, giáo huấn cao đẹp, thầm lặng lợi ích muôn vật, chẳng ai buồn lòng, luôn luôn khiêm hạ. Nước tuy không sâu, có rộng ác linh, Lai Phật cổ tự nhờ Ngài mà nổi tiếng. Ngài nay trở về, phước huệ viên thông, hoa khai kiến Phật, triệt ngộ vô sanh. Đệ tử thấp hèn chúng con xin bái kim dung nhan thánh, mong Ngài tái lai, không bỏ cõi tối tâm này. Nay lập thệ nguyện, xin Phật chứng minh cho con, từ nơi giáo giới của Thầy tín thọ phụng hạnh, đồng tâm đồng nguyện,
ý chí của người làm nên sức mạnh. Đạo tràng lục hòa, nếp nhà luân nhẫn, diễn rộng chánh pháp, lợi lạc hữu tình. Cổ đức dạy chúng ta không nên phỉ báng chỗ mà đại chúng mong quay về, bởi vì nơi mà lòng người hướng đến thì mệnh trời có thể biết. 3 ngày trước khi Hiền Công giảng sanh, từng cầm trên tay một cuốn sách để một vị cư sĩ chụp ảnh. Ngày 13 tháng 1 năm 2013, khi Ngài nhìn thấy chúng tôi gửi đến Lai Phật Tự một cuốn sách "Nếu muốn Phật Pháp hưng thịnh chỉ có tăng khen tăng", sư vô cùng vui mừng, lập tức đứng lên đi lấy áo cà sa của sư và nói: "Tôi mặc áo cà sa này vào và cầm cuốn sách này, các anh chụp cho tôi tấm hình đi." Đây là lần duy nhất trong đời của Ngài chủ động yêu cầu chụp hình cho Ngài. Hành động này của Ngài chứng tỏ nguyện vọng thiết tha sâu sắc ở trong tâm Ngài là mong muốn cửa Phật đoàn kết, Phật Pháp hưng dượng. Cái dáng vẻ quan hỷ của sư khi cầm cuốn sách này giống như đã nhận được bảo bối chờ mong từ lâu vậy. Đó là cuốn sách kết tập của cao tăng đại đức nhiều tông phái, đương đại tán thán pháp môn Tịnh Độ, tán thán lão pháp sư Tịnh Không. Tên của sách là "Nếu muốn Phật Pháp hưng chỉ có tăng, tán thán tăng". Ngài tán thán lão pháp sư Tịnh Không là một vị cao tăng đại đức, Phật tri Phật kiến. Lão pháp sư có thể trụ thế hoằng pháp là phước báo lớn của chúng sanh. Hy vọng đại chúng có thể đoàn kết một lòng, cùng nhau làm rạng rỡ Phật Pháp, lợi ích khắp chúng sanh. Nhiều lần cảnh giới người học, nhất định phải khéo giữ khẩu nghiệp, nhất định không được phép phỉ báng bậc thánh hiền. Tăng bảo bất tư nghị, trên người khoác chiếu vân y tam sự, mượn tấm thân nhỏ bé giả tạm, qua biển khổ sanh tử, đến cảm ứng quần cơ, chịu làm chỗ chủ yếu cho nhân thiên tạo công đức, cần kiên trì giới hạnh vô vi. Tôi nay cúi đầu nguyện giới, tri âm phương xa, chống tích trượng không mỏi, A-di-đà Phật. Nếu muốn Phật Pháp hưng thịnh chỉ có tăng, tán thán tăng.